Rồi, giờ hôm nay mình coi với bài Chú của bạn Tùng. Thì ok, bài của Tùng cũng khá ổn. Anh sẽ có sửa một vài cái thôi. Nhất là cái phần này của em làm nè, nó đang bị lưới, nó đang bị kéo. Thì đây là ý đồ của em muốn kéo như vậy hay sao? Dạ, là nó bị sao, nó bị Nó bị chúa đạo cong. à? À, do em làm bị lỗi gì á, phải ý đồ rồi. Cái này em làm là theo cách nào? Dạ, theo cách vẽ à, theo cách làm xong rồi smooth lên nè. Miếng blend Dạ rồi đúng rồi smooth em. lên. Dạ. Tại vì anh thấy hình như ở đây khi mà em làm lên mà sao có cảm giác cái chỗ này nó bị méo méo nè. Để chắc em sửa nhiều quá, cái đó bị méo luôn. Nó đang bị chạy. Nếu mà theo đúng á thì nhìn theo hình này á, nó phải chạy từ đây nè, xuống đây nè, xuống đây nè, mà tự nhiên xuống đây nó bị vặn con ốc qua đây. Anh không hiểu là lý do vì sao em sửa được cái kiểu này. Hôm nay thì nó vẫn được, nhưng mà nếu mà một người mà người ta nhìn vào á, thì cái nhìn cái lưới này nó hơi bị xấu. Dạ, để em sửa lại thôi. Nó không. Thì bây giờ á, các bạn kia chưa có vào đầy đủ thì anh sửa cho như khúc này. Ở đây nè, nó vẫn còn bị lủng lỗ nè. Ở đây á, khi mình làm ở này á là do nó nối với mặt này, cho nên nó không có gì. Còn ở đây là nếu mà làm vậy là sẽ bị lủng lỗ. Rồi bây giờ ví dụ như anh sửa, anh sẽ thứ nhất anh sẽ giữ lại một mặt. Rồi cái thứ hai thì anh sẽ làm đối xứng, anh vẫn giữ cái giữa, làm đối xứng nó sẽ dễ. Thì ở ngay cái phần địa điểm điểm này, bắt đầu từ chỗ này nè, anh sẽ scale thẳng lại. Nhưng mà scale từ từ nè, nó chạy về đây nè. Bắt đầu mình cũng phải chỉnh, cái này phải chỉnh bằng tay thôi, không còn cách nào ở đó. Thì cái hướng của mình nè, và đồng thời á, mình sẽ coi coi cái bề dày của mấy thằng này nó phải giống nhau hoặc là đẹp gì đó. Đây nhìn vậy thôi chứ mấy cái này ở mình làm nó kỹ á, thì nó sẽ khác rất là nhiều. Không, rồi bây giờ dễ hơn nữa thì anh sẽ có thể chỉ cho em một vài cách. Giờ em có thể tập bắt đầu em smooth ngay chỗ này cũng được, à cho nó tự động nó đi lưới lại đẹp. Mà có nhiều cái mấy chỗ này thì chắc chắn là phải tự đi lại thôi chứ. Còn cái vụ mà nè, chạy từ đây nè, zip ra vô nè, thấy không? Thì cái này anh sẽ để smooth nó xử lý. Còn cái vấn đề độ dày á, cái mấy cái phần mà độ dày nè là mình phải chỉnh, và phải đi mấy cái thằng lưới này cho nó hơi tốt tốt một chút để smooth đó, nó có tác dụng là nó đi làm cho mình đẹp lại thôi, chứ không phải là mấy cái đẹp này nó vẫn giữ lại cho mình nha. Gần như là nó chỉ đi lại cho cái đường này nó cong lại, nó mượt lại, chứ còn cái chiều hướng lưới căn bản thì nó vẫn không có fit được nhiều đó. Ví dụ như anh mà thì thay vì á mình phải ngồi chỉnh vậy đúng không? Không, ngồi chỉnh vậy thì hơi bị mệt, thì anh sẽ bấm smooth để anh coi coi nè, anh chỉnh như vậy.
nhẹ nhẹ. Rồi sau đó nè, chỗ này nè, coi độ dày. Sau khi coi độ dày xong, anh sẽ smooth nè, thì nó sẽ đi cái đường này, nó đẹp lại, nó đều lại. Và tất nhiên là anh không cần những cái thằng kia, anh sẽ xóa thằng này đi, xóa thằng giữa đi. Còn cái chỗ này á, mình có thể bắt đầu mình tự giảm lưới bằng tay nhẹ. Ok, sau đó xong rồi nè, anh mới tiến hành anh extrude. Extrude giống như anh nói rồi, mình sẽ kiểm tra là nó cho nó hơi vuông. Hơi vuông nè. Rồi, kế tiếp mình sẽ connect đằng giữa. Đây, connect giữa. Xóa. Và anh sẽ không còn cái thằng này nữa. Ok. Sau khi xong, mình sẽ có lại một cái cây đẹp này. Nó sẽ đẹp lại hơn. Rồi, một số cái cũng lưu ý nè, khi mà em làm là em phải coi lại mấy cái đường này. Đường mấy mày cong á, nó dịch ra dịch chút à, nhưng mà nó lại rất là xấu. Nhìn vậy nó không có được đẹp. Hoặc là cố gắng chỉnh tay gì đó cho nó đẹp hơn chút. Rồi, và ngoài ra anh muốn nói là khi mà tụi em làm ở một cái mức độ nào mà nó tròn hoặc là góc mà cạnh như thế này nè, thì cũng nên xem xét để nâng cái lượng lưới cho mấy cái thằng này nó phù hợp với nhau hơn. Tại sao nhìn đây nó ở góc độ này anh cảm thấy mấy thằng này nó tròn, còn đến đây thì lại cong gắt không, thì nó gây ra cái tình trạng hơi bất bất hợp lý. Thì anh có thể khuyến nghị là mình có thể làm một cái mới, cái khác, thay vì là 20, ví dụ như mình có thể 16 vân vân. Đây, mức độ của nó nè, mức độ tròn nó gần bằng nhau nè, 14 thử nè, vẫn ổn nè. Rồi 12 thử nè, 12 thử thì bắt đầu nó gắt quá nè, thì có nghĩa là ở tầm 14 hoặc là 16 là ổn nè. Rồi trước khi anh gắn vô thì anh sẽ xoay cái này chính, anh làm bên này. Đúng không? Rồi, anh sẽ không cần cái mặt bên kia. Rồi anh sẽ xóa cái này đi. Thì bao giờ làm ở hướng theo trục nó cũng dễ hơn, cho nên anh sẽ làm theo trục trước. À. Rồi, xong. Thì chốt. Đó. Đen là do ngược mặt thôi. Thì phải lại chỉnh cái này lại cho nó tròn tròn đẹp đẹp lại. Rồi cũng giống như hồi nãy mình làm ngựa, mình đặt góc rồi mình xóa hai cái này cho nó thành hình trụ tứ đó, nhanh gọn lẹ chưa. Em có này, em có thấy khó hiểu gì không? Rồi, trường hợp ví dụ như em muốn cái này mà nó phồng ra thì em có thể bắt đầu em extrude từ khúc này đi ra đó. Thì tất nhiên á, extrude cái khúc này á, em sẽ cần phải bỏ cái thằng bên trong nè, thấy không? Đó thì em sẽ có cái hình dạng như thế này đây.
Rồi. Đó là cái phần anh feedback về cái sợi dây với lại cái cách làm sửa cái ống vặn ở đây. Rồi, giờ mình so sánh về hình dạng một chút. Thì em lấy hình này đúng không? Ok, thì khi mà làm cái này á, ví dụ như bây giờ anh sẽ tập so nè. Cái này là cái phương pháp so bằng mắt thôi chứ cũng không có so chính xác. Cái phần này anh cảm thấy là chỗ này của em nó dài hơn, nó dài hơn so với bên này nè. Sẽ chỉnh kéo này xuống một chút. Này thì khá ổn. Còn chỗ này nè, thì cái độ mà bo của cái nắp ở trên á, nó nhỏ, khá nhỏ hơn so với cái bên này ha. Nên sẽ bung cái này ra. Đồng thời cái nắp ngay chỗ đầu trên này nè cũng bung ra. Thì thực ra mấy cái chi tiết nhỏ này á, bình thường thì tụi em không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đôi khi á, tụi em đi làm ở một công ty á, thì người ta sẽ có so sánh, người ta coi những cái tỷ lệ cần thiết nhất, người ta sẽ lấy ra người ta so. À, cái chỗ này khi mà em làm như thế này nè, cái đoạn này nè vốn là nó không cần thiết, tại vì cái rãnh ngay chỗ này nè nó rất là nhỏ. Em làm như thế này á thì nó cũng có, nhưng mà nó cũng không có cái vấn nó cũng không có tác dụng gì nhiều ở đó. Thì thay vì á, anh sử dụng cái chỗ này, anh sẽ lấy cái đường này nè để anh tạo ra cái độ cong ở chỗ này. Trong khi cái độ cong bên chỗ này nè, em thấy không? Nó sẽ có tác dụng hơn rất là nhiều. Còn cái chỗ này á thì anh có thể anh sử dụng để làm cái no màu. Nè, chỗ này. Được chưa? Đây là mấy cái chi tiết á em có thể coi. Thường á mấy cái thằng ngấn nhỏ như thế này á, nếu mà không phải vì mục đích làm thật quá hay là chi tiết mà giống, thì người ta thường á người ta sẽ có thể người ta sẽ phát chi tiết ngay chỗ này, thay vì mình tạo ra cái lưới chỗ kia á, nó không có tác dụng được nhiều đó. Thì anh tận dụng cái lưới đó để anh làm ra cái độ phồng ở chỗ này nó sẽ còn tốt hơn nữa. Rồi chỉ lại tỷ lệ nè, chỉ cái phần này nè, nắp ở trên nè. Còn thật ra thì cái này sẽ cần phải có độ dày nữa, thôi anh nghĩ chắc cũng không cần thiết cho em lúc này lắm đâu. Tại nếu mà tính là em làm như thế này á, nó cần phải có cái độ dày vô trong. Phải có độ dày nữa. Nhưng thôi, chi tiết này cũng nhỏ nên anh bỏ qua luôn cho vụ này. Tại tính ra khi mà render thì cũng render tầm tầm khúc này thôi.
cũng mình cũng không render mà theo kiểu mà gần như thế này á. Rồi, nói chung là làm khá tốt. Tính ra em làm cái này khá lẹ. Nhưng mà làm cái này tốt rồi, sau đó chủ yếu là phải quen được cái cách cái workflow của back normal, back rồi vẽ subtone. Ok. Rồi. Xong của bạn Tùng. Hôm bữa thì anh định nói về cái cách render cho Sơn. Còn mà hôm bữa anh bị đau bụng nên bây giờ anh bù lại. Bây giờ là dành cho Sơn trước. Thì cái tấm texture này là anh lấy từ cái shop tầm hôm bữa sửa. Thì cái này anh sẽ cần phải cải thiện cách render lại một chút, nhìn nó hơi bị buồn. Anh cũng có up ba Marmoset 3.08 lên OneDrive nha, ai muốn up từ 3.05 lên 3.08 thì lấy cái đó về. 3.08 thì cái setting của nó sẽ nhiều hơn. Rồi, đầu tiên là đầu Object Remesh nè. Rồi, anh không cần cái này. On video Rosnet Metallic thì khỏi luôn. Rồi có thêm IO nữa cho nó đẹp. Ok. Rồi, sau đó là tiến hành mình chọn cái môi trường. Cái môi trường thực ra rất là quan trọng. À, nhưng mọi người nhớ nha, mình đang xài cái export của mình là RX đó, cho nên khi mà vào Marmoset đó là nó sẽ bị ngược nha. Thì bị ngược mình phải flip y lại. Mà sao bên đây anh bỏ vô nó đẹp mà sao bên của Sơn nó render kỳ vậy ta? Cái unit gì? À em chỉnh cái unlit này hả? Unlit này là để coi cái texture mà giống như base color bên kia vậy á. Nó chủ yếu là vậy thôi. Thì đây là của em rồi nha. Cái này là hôm bữa anh sửa cho em rồi anh lấy luôn anh xài nè. Anh cũng không biết bên em xét là sao nữa. Thì ok, cái quan trọng mình cũng là cũng phải kiếm cái môi trường nào đó cho nó đẹp đẹp, chứ không phải lấy bừa một cái môi trường nha. Môi trường làm sao mà cho nó ánh sáng nó tốt tốt á, nhìn nó vô nó đánh ánh sáng vô nó mới đẹp được. Và ngoài ra các bạn còn có thể lên HDRI. Set HDRI nè. Đây là cái chỗ mà các bạn có thể download những cái môi trường khác nhau free. À, các bạn có về thể download thử rồi. Ví dụ như anh thích môi trường snow hoặc là thích môi trường cánh đồng thì thường á anh chụp ở bên ngoài. Ánh sáng môi trường mà ngoài trời á thường nó sẽ đẹp hơn. Thì bỏ vô HDRI. Corbett. Thì lúc này á mình có thể nè
từ cái sky nè, không mình open thêm cái môi trường mà mình sẽ mình mới muốn sử dụng, mình mới đào về nè, open nè đó. Thì ánh sáng các bạn có thể coi ánh sáng của nó thế nào, ổn hay không, vân vân, mình có thể xài, không thích thì mình lại kiếm thêm nha, chứ không phải bắt buộc là cứ chính xác phải là cái này. Cảm thấy con mắt của các bạn cảm thấy thế nào đó thì các bạn xử. Rồi phần render bây giờ lộn qua sky, anh chỉnh cái ambient này cho nó thấp. Còn ai mà thích render theo kiểu blur sky này thì cứ tự nhiên thoải mái. Mà căn bản thì chụp với hình này mà với cái nền như thế này nhiều khi anh cũng hay không thấy đẹp đâu. Thì anh thường hay sử dụng ambient sky hơn, và anh để tối hơn để nó làm nổi bật được cái render này. Thì cái phần này nè nó đen á, là một phần á là do anh đang sử dụng cái IO thỉnh không. Nếu các bạn cảm thấy mà nó đen thui quá thì tốt nhất nên giảm giảm, nhưng mà vẫn để cho nó có, nghĩa là cái độ trong của nó có ha. Rồi render, giờ qua render thì render này á các bạn có thể chỉnh lighting, bật mask lighting nè, rồi shadow thì ổn định nè, NGI nè. NGI thật ra là khi nào mà các bạn render mà nó tối quá thì các bạn chỉnh cái này, còn không á thì thực tế mình có cái đầu không à, cũng chả có cái gì đó nên khỏi cần bật cũng được. Cái này có nghĩa là một trong môi trường mà tối á thì bật cái này để nó làm sáng lên chút, không thì thôi. Còn IO này là IO tĩnh nè, à IO động nè. IO động này nha, IO này ví dụ như tắt cái này thì các bạn sẽ có IO động, bật cái này vô nữa tĩnh với động cộng thêm phát thì nó sẽ đen thui. Nên vừa vừa thôi đó. Đây là phần setup cơ bản, nhưng mà thật ra khi mà làm với cái này á mình sẽ còn một vài cái setup cao hơn nữa, nghĩa là thêm một vài cái tính năng. Thì ở bên Marmoset á mình có một vài cái tính năng, ví dụ như Surface Castering nè. Thì cái Surface Castering này á là chính là cái castering mà mình hôm bữa mình có làm đây cái map nè. Thì cái castering này á nó hơi chuối một chút, là các bạn nếu mà các bạn làm đây là chỉ là cái mask thôi. Cho nên á khi mà muốn xài castering bên này á các bạn không thể nào áp cái mask này vô đâu nha. Nếu mà các bạn áp cái mask này vô á là nó sẽ gần như là đen thui à, nó không có tác dụng. Tại cái castering này á nó sử dụng là sRGB chứ không phải là clear. Ví dụ như mấy thằng đang là không có xài sRGB. Tại vì sao, nói là ray scale. Còn cái thằng này á là chính xác là nó là một cái màu. Thì cái để có thể xài được cái mask này á các bạn phải làm thêm cái bước bên này. New của mình là 2048 2048. Thì castering nó là cái độ thẩm thấu cái lớp ở dưới, thì các bạn sẽ chọn một cái màu độ thẩm thấu cái lớp ở dưới. Ví dụ như đây là, ví dụ như là ánh sáng da của mình nó thẩm thấu lên màu màu cam hoặc là màu đỏ, tất nhiên phải coi coi da mình thẩm thấu lên màu gì. Thì thường đây là màu mặc định căn bản của nó. Rồi các bạn có thể sử dụng cái castering, ồ lộn, bỏ cái caster của mình nữa nè. Thì cái map này á các bạn sẽ có thể cần phải overlay, hoặc là các bạn cần phải screen hay gì đó để tạo ra cái độ màu khác nhau.
Thì cái lớp này nè chính là cái phần á, mà nó sẽ ánh cái màu của mình lên, ánh cái lớp mạch máu của mình lên á. Thì lúc này á, các bạn có thể cần phải sử dụng những cái dạng khác nhau. Rồi nó lại đi lộn. Thì ví dụ như thẩm thấu cái lớp này ha, rồi anh sẽ copy nè cái mask này nè vào trong này, để khi mà nó lên á nó sẽ vậy không. Tại vì á, cái khi mà mình xài cái Catherine này á nó hơi nhẹ, cái ánh sáng nó Catherine trong đây nó hơi nhẹ, cho nên nếu mà các bạn muốn thấy rõ hơn nữa thì các bạn có thể chỉnh level cho nó sáng lên, sáng nổi bật lên. Rồi thì các bạn sẽ có cái lớp này. Thì có cái này xong các bạn mới sale nó lại thành hồi nãy là BNC hay bật ra ta. Này BNC. Thì ở đây anh sẽ đặt là Castorin luôn. Đó, sau khi mà có cái lớp này xong á mình mới xài cái thằng này. Bài thì cái này nó mới ấm lên cái màu của mình, còn cái này là độ mạnh nhẹ thôi, hôm ánh sáng nó qua nè, thẩm thấu cái lớp da dưới nè, đẩy cái này nhẹ nhẹ thôi ha. Cái này mà đẩy cao quá là coi như là nó thẩm thấu rất là mạnh nha, nó xấu lắm. Đẩy vừa vừa thì các bạn sẽ thấy đây là kết quả của mình. Được chưa? Rồi đây chính là còn cái translucent này á, thì cái này khỏi đi, ba cái format này nè cũng đừng có đụng vô, nó không có thích hợp làm cho cái khúc da này của mình lắm. Rồi cái tiếp là cái anh có thử dụng thêm thì cái rosnit này là cái rosnit chính, nhưng mà còn mình còn một cái rosnit, mình có thể sử dụng thêm cái rosnit thứ hai để refresh. Ví dụ như mình muốn da của mình nó khô như thế này, nhưng mà đôi khi mình muốn nó có vài chỗ nó tắm tắm của cái bít nhờn, chất nhờn trên da mặt á, ví dụ như mồ hôi hay gì đó, thì lúc này anh sẽ bật thêm một cái không. Đây là lớp secondary. Thì cái lớp secondary này á chỉnh làm sao cho nhẹ nhẹ lại thôi à. Cái lớp secondary này á nó sử dụng cái rosnit của mình trên đây nó cũng làm luôn, nhưng mà giữa cái ví dụ như nè, giữa cái lớp chính nè thì nó sẽ ánh thêm cái lớp phụ. Được chưa? Thì có nghĩa là đây á mình đang xài đến hai cái lớp rosnit khác nhau. Dạ. Thì anh bật cao cao lên nè để cho các bạn thấy rõ nè. Dạ, mình thấy thấy rõ nè, còn cái lớp bình thường nè, nó nằm ở đây, nó vẫn nằm ở đây thôi. Nhưng mà khi mà ánh sáng đi qua nó sẽ tạo ra hai lớp khác nhau. Còn cái loss này á là cái độ giống như là độ cái độ bóng trên này thôi. Thì cái loss này nó đang ngược với thằng bên kia. Ví dụ như bên này á, rosnit á là một là thô, thì cái lossnit á thô á nó lại là không, còn càng về một nó càng bóng.
Cái này anh có giải thích ở cái lúc mà các bạn làm theo hướng specular loss đó là có gặp cái tình trạng này rồi. Rồi bây giờ anh ví dụ như anh muốn cho nó hơi lấm tấm da mặt, có một mồ hôi một chút thì anh sẽ chỉnh, nhưng mà chỉnh cái độ intensity cho nhẹ nhẹ thôi, chứ cũng không được phủ nó hết, không để nó mạnh quá. Ví dụ như đây là lúc mà ổng ở ngoài trời nè, thấy chưa, mình sẽ có cái kiểu này. Còn nếu mà các bạn cảm thấy không cần á thì mình chỉnh nhẹ nhẹ lại. Rồi kế tiếp thì chắc các bạn cũng biết rồi, khi mình làm main camera thì ở đây là main camera để xài xoay tới xoay lui chỉnh ánh sáng. Còn cái camera của mình nó nên đặt cái camera khác, rồi bật cái save frame, bật nhanh nhất là bật mấy thêm mấy cái hiệu ứng lum thì chắc hẳn khỏi đi nhức mắt lắm. Save bền là cho nó thêm sắc, cái độ sắc nét của nó. Rồi cái nữa là các bạn sẽ học thiết lập ánh sáng, thì cái loss này nó đang cao quá thôi giảm nhẹ luôn vừa thôi. Thì cái ánh sáng nhiều khi là do các bạn, anh có chỉ, nhưng mà nói chung là nó cũng không có, các bạn phải đi tìm hiểu, các bạn phải tự tập nó mới tạo ra cái cảm giác để các bạn đặt ánh sáng sao cho nó tốt. Chứ ở đây không, mình không có lý thuyết cứng nhắc. Thì cái ánh sáng ví dụ như hướng này bạn muốn đặt hướng này cho ánh sáng chiếu phân nửa mặt, thì ánh sáng chiếu phân nửa mặt như thế này, đây là cái cách bình thường nhất mà mình hay làm. Còn mặt nửa mặt bên kia nó sẽ là tối, không, đây đây là ánh sáng đều. Tất nhiên á, ơi camera là nên đặt chết. Thì sau khi làm xong rồi anh lock camera này lại, còn muốn chỉnh gì qua main camera vậy, đúng không? Rồi còn cái phần nửa mặt này nè, tất nhiên là anh cũng sẽ không để nó tối, mà anh sẽ kiếm thêm cái nguồn ánh sáng nào đó để anh đập ngược lại. Thì anh có thể đúp một cái, rồi mọi người có thể thể sử dụng spotlight, hoặc là mọi người có thể sử dụng direction, tùy ý mọi người cảm thấy cái nào tiện thì làm. Rồi qua đây lại đó, thì ánh sáng này sẽ là phụ vô cho phần khúc này. Hoặc là các bạn có thể đẩy cho nó về phía sau rồi nó đánh đánh theo hướng mà dụ như directional đi cho nó lẹ. Còn thiết lập kia nữa thì anh sẽ đặt cái ánh sáng ngược như thế này nè, để cho nó nổi bật cái viền bên này. Và tất nhiên là ánh sáng này đang gắt thì các bạn có thể làm cho nó lan tỏa nó nhẹ ra. Cái này rất là quan trọng nha, cái shape này quay này nè, ánh sáng này có thể làm cho nó tỏa nhẹ ra, không? Rồi cuối cùng á là các bạn có thể xoay ánh sáng môi trường để phụ trợ thêm cho cái ánh sáng chính của mình đang đập cho các chiều hướng khác nhau. Dụ như giờ anh đang muốn ánh sáng tập trung hướng này, mình sẽ để phụ trợ kiếm thêm cái ánh sáng để chỉnh sao mà ánh sáng môi trường á, cái hướng mặt trời á đập thẳng vô đây. Còn phần bên này tối rồi anh không nói. Còn nếu mà các bạn muốn làm nổi bật cái phần này ha, thì các bạn nên chỉnh cái ánh sáng bên này cho nó sáng hơn. Còn ánh sáng môi trường này đang sáng quắc quá, anh sẽ giảm nó nhẹ lại. Một cái chiều directional này á tùy các bạn làm sao mà cảm thấy mà ánh sáng nó đẹp. Mà nói chung á là tránh cái cảm giác á mà hai bên này đều sáng đều như nhau như thế này là không nên.
tại vì nhìn cái này nó có cảm giác là nó sẽ không có cái nghệ thuật, cũng không có ý đồ gì làm cho nó đẹp được cả. Các bạn sẽ thấy rõ như thế này nè, đây là ánh sáng đều, thì cái ánh sáng đều này chỉ giống như là các bạn muốn chụp chân dung mà không cần những cái gì khác á, thì các bạn có thể đánh sáng đều. Còn nếu mà các bạn chụp theo kiểu mà có nghệ thuật á, thì các bạn buộc phải chỉnh mấy cái này, đúng không? Đó, thì ở đây anh vừa dạy cho các bạn thêm cái surface castering. Thì cái castering này á, bình thường á, trong System Painter á, thì nó đã có chỉnh màu sẵn rồi. Giống như ở đây nè, chính xác là bên này nó đã chỉnh màu sẵn rồi nha. Đây shader setting. Nói chung là cái castering thường của mấy thằng này nó xét trước một cái màu gọi là màu hồng rồi. Hôm bữa anh nhớ anh có bật, tại vì anh cũng ít sử dụng cái thằng này. Như cũng có thể là do mình đang xài cái mới mới nông cái chỉnh màu. Thôi thì nói chung là nó cũng bên kia thì nó có xét sẵn màu hồng, cho nên nó khi mà tụi em chỉnh cái scale bên này là các em chỉ chỉnh cho nó mạnh mạnh hoặc nhẹ thôi. Đây đây thì các bạn chỉ chỉnh nó mạnh hoặc nhẹ thôi chứ nó cũng không có thêm. Còn bên này á, bắt buộc nếu mà muốn làm á, thì các bạn phải làm cho cái sắc màu có sẵn, phải tạo cho nó cái sắc màu chứ nó không có sẵn. Còn nếu các bạn không xài á, các bạn xài thẳng luôn cái này á, là coi như là cái này nó đang áp thẳng hết toàn bộ, đang áp thẳng hết bằng bộ. Còn cái của mình á, là mình muốn chỗ nào có chỗ nào không. Rồi thì những cái phần này anh giúp cho Sơn có cái render tốt hơn thôi, còn cái phần texture thì của Sơn là đến đây rồi đó. Nên nói lại là khi mà mình làm đến đây á, cố gắng mình làm sao chỉnh làm sao mà cho kết quả tốt nhất, tại mình đã làm đến đây rồi mà các bạn không cố gắng render đẹp nữa thì những cái phần mà các bạn tả như thế này nè, bây giờ nó sẽ không có tác dụng gì cả. Lý do làm sao mà anh đưa cho các file cho các bạn là để nhằm cho trường hợp các bạn không có anh đó, thì các bạn có thể ngồi chỉnh. Một quên nữa, cái phần của Sơn chỗ này phải vẽ đỏ ngay khúc này nữa. Sơn ăn thiếu cái này nè, mắt của mình bao giờ cũng có hút mạch máu thịt đỏ ngay chỗ này mà, còn cái lỗ ghèn cũng vậy nữa. Thì bên này của em á, là đang gần như là không có. Ví dụ giờ anh vẽ thêm thì anh không cần meta, thần caster không cần, chỉ cần rosnet thôi. Thì bên trong á, là nó vốn là nói chung là bên trong là nó đỏ,
này còn đang ảnh hưởng bởi thằng nào đây nè, detail đang bị ảnh hưởng bởi detail, thì cái phần này detail anh đang vẽ thêm chi tiết, do đó mà anh sẽ để trên này không. Rồi mình pen rồi thì giống như anh nói, bao giờ nếu có gì thì kệ nó, mình cứ vẽ trước rồi sau đó mình có thể tiến hành mình chỉnh cái màu sau ha. Rồi đây là chưa đâu, thì chỗ khúc ốc lỗ gàn này nó còn sẽ còn những cái mạch máu đỏ đỏ thẫm hơn nữa. Đỏ thẫm hơn nữa và nó sẽ có một cái phần màu sáng. Màu sáng vẽ trước cái này đi. Rồi có màu rồi, sau khi có màu xong thì mình chỉnh, thì nó hơi hướng hướng về cái màu thịt như thế này. Đó, thì thật ra các bạn để ý một chút thôi cũng có thể là giúp cho texture của mình á nó sẽ đẹp hơn nhiều. Những cái vùng ở đây nè, hôm nay thì mắt gần như banh luôn rồi. Ở đây nè, mình có thể tập coi những cái này ha, này giúp cho mình nhiều đó. Rồi thì trong đây nè, ngay trang đầu đó, không có thấy trang đầu không, có để không ta, anh nhớ là à đỉnh đầu chắc refresh để thử coi. Game phần đầu á thì vô trong đây nó sẽ có chút, anh send luôn cái link cho lại. Thì đây anh có ma một set 4 luôn nè, ba ma set 3.08 nè, bạn nào muốn coi thì cái lấy 4 thì các bạn nào có card đồ họa RTX thì render lẹ hơn, không thì nó vẫn hỗ trợ mấy cái card bình thường. Rồi được chưa, rồi thì phần này anh giúp cho Sơn
học cách lại cái render của cái công này. Rồi về phần render hiện tại có bạn nào cảm thấy mình cần cải tiến gì không? Hay là khó hiểu khúc mắc gì không? Em thì có khả năng là chuẩn bị em qua bên Titan của anh Lạp đó. Tất nhiên là vẫn là trainee nhưng mà sẽ cho thử làm mấy cái project Header hoặc Titan. Rồi, xong của bạn Sơn. Rồi Sơn còn thắc mắc gì nữa không? Còn bên Hiệp thì sao? Không phải là em được trước em fix được cái con mắt rồi, nó hết gần gần sống rồi. Nào còn render. Render thì em đang rent nhưng mà em cũng đang thắc mắc cái chỗ mà thằng Castorin đó, nhưng mà mấy nay em có anh chị Sơn thì em không biết, em không có không hỏi nữa. Rồi, nói chung là Catherine này bên da nó đặc biệt hơn. Tại từ mới đầu em cũng rent thử mà thấy bỏ cái map đó vô nó đen thui à, lại tắt đi mà kéo thì nó lại ảnh hưởng toàn bộ hết, giống như những gì anh nói vậy đó. Thì em cũng đang tính hỏi anh mà mới nãy anh chỉ cho Sơn hết rồi nên thôi em không hỏi nữa. Rồi về thì ở đây thứ nhất là mình phải kiểm tra cái này nè. Anh không biết là em đang sử dụng ASM Metal hay gì nè. Em có kiểm tra lại cái render này không? Cái này là BBA Metal Rod. Set shader nha, cái này shader của nó đó. Rồi. Thứ nhất, cái thứ hai á là kiểm tra bên cái display setting á, nó có cái chức năng nè, active sub sub file casterin nè, phải có cái này nó mới active được nè, thấy không? Còn không là nó sẽ không có lên. Có nghĩa là đầu tiên á, cái cần á là cái shader là phải chỉnh là BBA. Display setting có active sub file capturing. Rồi, cái capturing nó của mình nó thì sẽ cần chỉnh nhẹ nhẹ lại chứ không phải là chỉnh mạnh 100%. Tại mạnh 100% như thế này là nó sẽ mạnh cực kỳ. Rồi, ok, mình chỉnh nhẹ lại ha. Rồi cái tiếp á, là cái phần môi á thì mình sẽ có, anh nghĩ là phải chỉnh cho nó blend nhẹ lại chứ không phải là nguyên cục màu trắng như thế này. Anh có nói rồi ví dụ như á môi á, cái màu sắc độ á, nó không phải là nguyên cục như vậy đâu mà nó sẽ có cái độ nhẹ blend.
Để cho nó nhẹ nhẹ. Nếu mà em để nguyên cục á, là gần như á, là nó sẽ thấy là nguyên cái màu môi á nó rất là đậm. Cái màu nó sẽ lên như thế này. Chứ nó sẽ không trắng 100%. Vì màu môi nó sẽ nhẹ hơn là so với cái màu môi hồi nãy là nó đậm giống như là sao nó sao nhỉ? Giống như là đang bị thiếu oxy, tím tái chắc sắp ngủm rồi. Rồi về phần mắt thì cái viền ấy, mình vẽ ngay chỗ này nó đậm quá, và ở đây em cũng chưa có sử dụng thêm cái fill nữa cho nó đỡ bớt. Cái fill á là để cho nó có cái dạng thái mà nó mấy cái run á nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ hột hột, nó đỡ hơn là so với 100% giống như hồi nãy. Thì sẽ kiếm cái hột tảng tảng. Phải. Chung là anh cần kiếm mấy cái đồ nôi, cái này chắc cũng được đi nè, cái kiểu này nè. Thì cái này đang full thôi ha, sau đó anh sẽ tiến hành anh multiply đó, nó sẽ giảm rất là nhiều so với cái này của em nè, mà nó vẫn tạo ra cái nền texture của này nè. Thay vì giống như nó nguyên một cục đấm vô con mắt của mình á, mình sẽ vẽ này tán tay tán không nổi đâu, em vẽ tay tả không nổi đâu, hoặc là vẽ tay như thế này á em phải sử dụng thêm cái gọi là mấy cái cát này nè cho nó giống như hộp hộp này, không thì em thấy cái tình trạng giống như bên đây không, thì muốn vậy á em phải ngồi làm này nè để em tả nó lại nè. Thì đây là cách vẽ giống như là Photoshop em vẽ alpha vậy á, không tán gì nè nó mới đỡ được. Thì một vài cái YouTube cái tip tiếp mà người ta vẽ giá người ta sẽ sử dụng alpha để người ta làm, có thể vậy. Thì vốn là mấy cái da của mình là giống như mấy cái hộp hộp mà, cái hộp hộp này nè, người ta sử dụng cái này để người ta làm vậy nó. Nếu mà em muốn tán bằng tay còn kết hợp với run nữa nó sẽ đẹp hơn, nó không có quá đen cũng không có gì, mình nhìn nó sẽ ổn. Em có thể chỉnh thêm balance cho nó, cái này nó hiện ra mạnh hơn đúng không. Thì cái này nó mạnh hơn là để cái lớp band của em nó hiển thị à, em hiểu cái vấn đề không? Nghĩa là cái này mà càng đậm càng sáng á thì tất nhiên cái lớp ở dưới band của em nó mới hiện lên được. Còn về phần mọi thứ thì vẽ đến đây là khá ổn rồi. Thì cũng giống như mọi người, em có thể chỉnh sửa một chút mà anh nói,
Với cái miệng, cái môi nè, rồi con mắt nè. Cái đi treo ngay chỗ này. Nè, IO. Chỗ này thì chỉnh em sao chỉnh tối dữ vậy, cái lỗ em lúc ban đầu á là chỉnh gần như là bay mút luôn cả cái không sao, chỉnh này lại chút. Có gì rồi, sau bài này các bạn cũng hiểu được cách đánh rồi ha, cách đánh từ virus nè, cách tả nè, thì mấy cái cục cục như thế này á, mốt là phải tập làm quen lại để bỏ đi mấy cái cục cục như thế này. Mình có làm quen cách đánh cho nó tả rồi á, chứ nếu mà đánh cục này khi mà em bắt là em sẽ thấy nguyên cục này là hết fit được rồi đó. Này là em muốn làm đẹp lại em phải qua Xerox em đánh lại cái khối này cho nó tả ra, rồi bác bác xong á mình sẽ có lại mấy tấm này, toàn bộ cái tấm này á mình sẽ không cần vẽ lại gì hết đó, tại vì cái này đang sử dụng Curvator mà update đẹp lại á thì nó sẽ đẹp, normal nó update đẹp lại là mấy cái này mình sẽ đẹp lại hết, không cần phải ngồi vẽ lại hết toàn bộ đâu, em hiểu cái quy trình đó không? Cái cục gì ở đây ví dụ nè, anh giải thích nè, mọi người phải hiểu cái quy trình để mốt á muốn sửa gì nó cũng dễ. Có phải đầu tiên á khi em làm này là hai poly đúng không, rồi sau đó em làm là bây giờ dễ hơn đi, để anh mỗi lần anh giải thích á, anh ghi cái này nè. Thì bài học của mình á, thay vì là lúc trước là mình làm low poly thì cái cách đó là cách thứ nhất, còn cái cách thứ hai á là mình có phải là đi từ hai poly nè, sau đó mình xuống nè, là cái này là retouchable nè đúng không, thì retouchable này chính là thằng low nè. Rồi có thằng low này nè, mình mới hai thằng này nè mới tiến hành mình back nè, rồi normal nè, rồi cộng IO nè, cộng khơ nè, vector nè, chính xác không? Thì khi mà mình đã back xong những cái nấm này á thì có phải em có nhớ lại ví dụ như trường hợp á, mà cái này mà người ta kiểm tra lại á, người ta cảm thấy xấu xấu ở đây vì lý do gì, vì hai vẽ xấu hoặc là bắt lỗi hoặc là của mình có lỗi lỗi mét, thì có phải lúc này người ta sẽ quay trở lại một là hai poly, hai là low poly để ta kiểm tra không? Rồi có phải là kiểm tra xong thì mình gọi là check xong đi, fix lỗi hết rồi có phải mình lại bắt lại không? Thì có phải là nó cũng giống như cái quy trình bên này không? Ví dụ như em làm xong em cảm thấy là lô 2 của em đang xấu nè, có phải là quy trình của em sẽ tiến hành back lại không? Mà back lại ở đây có nhất thiết em phải vô thằng file này để em back này hay không? Hiểu ý ở đây không?
anh hỏi em trả lời. Khi mà anh muốn back lại á, có nhất thiết anh phải vô cái file này, vô chính cái file của mặt này nè, anh back lại không? Không phải là dùng Substance, mà là file này anh vẫn dùng Substance anh back lại, nhưng mà không phải file này, hiểu ý không? Có nghĩa là anh vẫn có khả năng là anh đi lấy cái file khác mà new hoàn toàn. Rồi có phải là anh tiến hành anh back back có phải là ra những cái tấm normal, những tấm Converter, những tấm IO không? Có phải rồi sau đó anh có thể export ra những tấm đó không? Đúng không? Vậy anh có thể import lại vô phần này không? Vô phần này xong có phải em cập nhật lại mấy này không? Cái chỗ này hả? Cái khối này em thứ nhất á, là ngay cái chỗ này á, em vẽ đúng không? Nếu mà chỗ này là em vẽ tay á thì bắt buộc lúc này á, em phải vào cái phần vẽ tay nào đó của em á, em bôi nó đi thôi. Còn những cái như detail này nè, nó sử dụng những cái thằng nào á mà nó sử dụng fill nè mà sử dụng đây nè, em không cần phải sửa, tại vì nó sẽ tự động cập nhật ra hết. Còn những cái nào mà em sử dụng là pen nè, cái pen này nè, nếu mà sai cái gì em phải sửa chắc chắn. Đó là lý do vì sao mà anh nói khi mà xài pen á là một khi mà có thay đổi gì á phải sửa tay lại hết, làm lại hết. Còn những cái mà fill á, mà sử dụng những cái map mình đang xài ở đây á, là gần như em chả cần phải đụng gì á. Đó là lý do vì sao mà Substance Painter nó tốt là vậy. Còn nếu Photoshop em nghĩ coi, sai cái gì sửa đó, chính xác không? Hiểu được không? Cho nên nếu mà em muốn làm lại cho đẹp á thì em có thể cứ đem Xerox đánh cho cái này mềm ra. Mà hôm bữa anh còn giữ file đó không ta? Không biết cái file 11 này có phải là cái cuối cùng không nữa. Đây, mà thôi, nó cũng đang có chi tiết bên đây nè. Thì đối với cái thằng này á, đang sập 4. Đúng rồi, em mà để sập cao á là gần như á là nó sẽ mất luôn cả cái chi tiết mà em làm alpha cho nó. Lý do vì sao mà anh sử dụng cái này là vậy? Em để giảm sắp nè, đó. Thì em thấy cái cục này rõ ràng là cục này nè. Không wow. Thì nếu mà cá nhân anh fit á, anh sẽ nhìn đây và anh thấy cái cục này là không ổn rồi nè. Fit nhẹ lại. Bôi nó đi hoặc là sao đó. Nó nhẹ lại cục này. À, bên này nó đang sử dụng layer ở lộn, cái sub-file đang sử dụng noise, bắt noise là nhẹ lại rồi lên ba đây nè. Đó, cứ sửa từng sub thấp lên nó sẽ giữ lại những cái detail kia. Thì anh sẽ xóa nó đi, còn chỗ này anh sẽ đánh cho nó blend nhẹ ra. Thì khi nhìn đây nè, nó sẽ không còn bị nữa. Cái này đây đó, nếu anh fit là anh sẽ fit như thế này. Thì nói chung á, các bạn đặt cái mục tiêu càng cao và các bạn cố gắng càng sửa, các bạn sẽ càng tốt. Còn nếu mà các bạn đặt một cái yêu cầu mà tôi làm đến đây là xong rồi, thôi tôi lười hoặc là gì đó, thì tất nhiên là nó kết quả cũng chỉ có thế thôi à, nó không có cải thiện được gì nhiều đó. Tất nhiên á, là đặt mục tiêu là phải cố gắng bỏ công sức ra để làm nó mới có tác dụng. Dụ như sau khi anh làm xong rồi thì anh tiến hành anh bắt lại là anh sẽ có những chi tiết này, và khi mà anh bắt lại á thì anh cập nhật
normal IO operator là chỗ này nó sẽ tự động, nó không còn cái tình trạng này nữa mà nó sẽ giống y chang như bên này. Còn mấy cái nào mà em vẽ mà em cảm thấy mà nó bị sai sai khúc này á, thì em chỉ tìm những layer đó em bôi hoặc em chỉnh sửa thôi là xong. Nói chung á, em đang bị sai nữa ở cái phương hướng. Anh nói lại, khi mà anh bắt ra có phải là lô poly này với lô poly kia nó cũng cùng chung một UV không? Ủa, vậy cùng chung UV thì lo gì? Anh chỉ lấy texture thôi mà. Anh bắt ở một cái file khác nó đâu ảnh hưởng đến cái file này của anh. Ủa là sao? Ý thứ nhất á, là anh đang nói em sửa cái thằng này đúng không? Thì chắc chắn á, là em sẽ thấy là normal IO với curvature chỗ này nó cũng sẽ thay đổi thêm back. Còn cái anh nói lại á, khi mà em làm xong á, em bỏ vô đây á, mà có những cái mà em đang xài bên tay như thế này nè, nó sai thì bắt buộc em phải tự sửa thôi chứ. Ừ? Không, cái tấm cuối cùng là chỉ xuất khi em render thôi, rồi em sửa xong thì em cứ xuất ra đại rồi nó đè lên lại thì đâu có liên quan nè. Có phải đây là tấm của Sơn không, đúng không? Giờ mở lại tấm của Sơn nè. Đó, thì bây giờ tấm của Sơn giống như em nói nè, đúng không? Thì em xuất cái gì đó anh không cần biết. Giờ ví dụ như bây giờ anh bên Sơn nè, anh sửa nè, anh sửa lại nè. Như bây giờ anh bỏ thêm cái này đi. Rồi bên nè. Thì đây có phải là chỗ anh sửa không? Anh sửa thì em đừng thấy nó xấu vậy, giờ em cứ nghĩ là nó đang đẹp đi. Ví dụ như bây giờ anh vẽ ví dụ như đó thì đây là đẹp đi, có phải là giờ anh chỉ cần sau khi anh sửa texture này xong, nếu mà em đã có set scene bên Marmoset rồi đúng không, thì anh cứ export bình thường thôi đó, export bình thường xong qua đây. Lệch, khoan, lệch hơi nhiều là lệch cái gì? Anh không, khoan, cái xa nhau đó anh không hiểu. Ví dụ như ngay, ví dụ như anh chỉ sửa ngay đúng cái chỗ này thôi, ở đây em vẽ cái gì chỗ này? Ủa em làm được đường bó mờ thì normal chỗ này nó sẽ mờ, rồi IO chỗ này nó ảnh hưởng, hoặc là curvator nó ảnh hưởng. Thì anh nói rồi, khi mà em làm xong á, thì chỗ này, những cái này khi mà em import vô lại, cập nhật lại những cái chỗ này là nó cập nhật lại hết cho em y chang như hình bên này, nó đâu còn ảnh hưởng. Em hiểu chưa? Bậy nè, anh nói lại, một cái file mới chỉ là để back thôi, nó không có ảnh hưởng gì cả. Nó đang trùng UV mà bé. Cái cũ cái mới thì đơn giản, em chỉ cần chụp cái màn hình lại là xong. Chứ không lẽ có nhiều cách để giải quyết, không lẽ Phan còn phải ngồi đi chỉ tụi em đến từng bước vậy? Nó ví dụ như bây giờ đơn giản thôi, giờ em muốn gì em đặt ra câu hỏi thì em sẽ có những câu em đi tìm hiếm ngay, ví dụ ra đây đó, đơn giản thôi đó.
anh chụp lại anh sale, rồi có phải sau đó anh ngồi anh sửa trên này hồi anh lấy ra hai hình anh đối chứng không? Trời ơi, đâu có khó gì đâu, cảm thấy khó không? Thậm chí á, còn cách khác nữa, ví dụ như giờ em nói vậy đúng không, thì anh sẽ backup lại toàn bộ cái đó anh đẩy vô chỗ khác, hoặc á, là anh sale cái này nè thành một cái file khác, nó vẫn lưu lại, nó không hoàn toàn như thế nè, file này nè anh sale as nè thành là một cái file khác đó, vậy thôi, hai cách nó đây, hiểu chưa? Nên nhiều khi á, anh thấy thiệt á, tụi em nghĩ mà suy nghĩ, nhưng mà thật ra khi mà đặt câu hỏi xong á, tìm cách để giải quyết á, là tụi em sẽ thấy có nhiều cái rất là dễ. Rồi, còn gì thắc mắc nữa? Tại vì đây là cái cách giải quyết thôi, chứ không phải là thuộc về bài học này. Cho nên chính xác á, cái đây là cái gọi là cái tư duy của các bạn đó. Chứ còn này nó nãy giờ mình đang nói về nó đâu phải liên quan đến cái cách tả hoặc là cách gì đâu, đúng không? Thật ra là đây là tư duy giải quyết của các bạn chưa có nhạy. Rồi, ai còn thắc mắc gì nữa không? Thì hôm bữa anh cũng định nói sơ qua về cái bài kế tiếp của mình. Đây, bây giờ anh sẽ nói luôn cho các bạn biết. Thì anh sẽ đưa cho các bạn những cái phần này để cho các bạn có thể lựa chọn. Thứ nhất á, là đây là hình mẫu của nam. Còn đây là hình mẫu của nữ. Các bạn có thể chọn hình mẫu nam hoặc hình mẫu nữ. Tất nhiên á, khi làm cái này á, nó nam với nữ á, nó sẽ có hình thái khác nhau, chứ không phải là giống nhau y chang. Thì có bạn sẽ thích làm nam, có bạn sẽ thích làm nữ thôi, mà thường là đa số mấy cái chi tiết này nó sẽ giống. Thì cái bài này á, làm sẽ khó nhưng mà không được làm quá đến 2 tháng trời nha các bạn. Các bạn đã qua cái lớp kỹ thuật rồi thì mình căn bản rồi, các mình sẽ cố gắng trong vòng, nếu mà tệ lắm thì trong vòng 2 tháng để cho các bạn làm thôi. Mình có 6 tháng, mình học character, mình còn học cả hai subface nữa, cái phương pháp để dựng hai subface theo phim nữa, nên các bạn còn phải biết cái quy trình đó. Còn bữa giờ là anh dạy cho các bạn là phát normal, phát mấy cái kia, mà chủ yếu là để các bạn bắt cho lẹ. Cái nào? Hình ông già em nói scope trong này hả? Thật ra là em đang bị lắc, là lắc cái subface noise thôi. Em phải apply cái subface noise này á, khi mà xong á nè, ví dụ như anh cũng lắc nè, thấy không? Anh apply cái này vô xong cái mesh á, là nó là cái noise này nó không còn active nữa, là lúc này nó mượt lại nè, chứ nó không phải liên quan đến cái phần máy mạnh máy yếu đâu. Máy của em có thể xài lên đến cả 30 triệu, 30 triệu trên này vẫn xài được nha. Anh sẽ chuẩn bị đưa cho các bạn rồi các bạn lựa chọn. Còn về anatomy của nam nữ, anh cũng sẽ cố gắng ngày mai anh kiếm rồi anh cập nhật cho các bạn anatomy của nam của nữ, hình thể nam hình thể nữ một vài cái. Nhưng mà mai mốt khi mà các bạn làm á, các bạn thiếu, cảm thấy thiếu gì á, các bạn phải tự tìm thêm. Đây là chỉ là những cái để cho các bạn biết, ví dụ như nè chi tiết giáp nó sẽ đi như thế nào. Chi tiết giáp đi ở nào, ví dụ phía trước rồi phía sau, vân vân, được chưa? Đây anh sẽ cung cấp để cái này các bạn biết. Cái này là làm luôn cái phần quần áo luôn đúng không? Đúng rồi, G-Rex này mình sẽ học, bắt đầu là học hết luôn cả cách làm quần áo đó. Và tất nhiên các bạn phải học cách cúp sao cho tốt nhất,
Tại làm mấy con này mặc dù nhìn thấy nó ít detail trên này đúng không? Detail trên skin nè. ít thế gì nó nhận Thì nó vẫn nhẵn nhưng mà nó vẫn có detail. Nhưng mà cái phần sáp của này nó rất là khó. Các bạn phải làm sao cho nó đẹp. Mục tiêu của mình là phải làm vậy nè. con mắt nhìn có vẻ khó. Nói chung là sáp mắt. Phải hiểu sáp mắt, để chỉnh sáp mắt. Cái này cũng vậy. Còn mấy cái phần tỏa bóng của con mắt đó là do environment nó tác động thôi. Environment khác nhau, tác động khác nhau. Rồi. Cảm thấy khó thì các bạn phải nỗ lực hơn nhiều. Đây là bài nâng cao, chính thức là sát là nâng cao đó. Chưa nói là phần tóc nữa nha. Phần tóc này làm tơi lắm đó. Khi làm đánh kem mấy cây tơ này, muốn làm nâng cao là mấy này mình bỏ thời gian ra làm rất là nhiều. Có lựa gì đó là thử các bạn lựa. Thì con nào cũng được chứ, làm xong rồi các bạn gắn đầu con này qua, chỉ có điều là đừng gắn cơ thể nam qua cơ thể nữ, gắn mặt hai cái mặt mà qua đây nó sẽ thấy vui vui thôi. Thì em làm xong rồi mai mốt có một mình còn lại á, mình sẽ thích làm gì đó làm đó, là personal portfolio. Thì đó chuyện với em thôi.